Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Hôm nay em xin gửi tới mọi người video giới thiệu về bộ sản phẩm điều hòa của máy xúc Komatsu BC200. Trong bộ điều hòa hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người đó chính là lốc điều hòa, quạt gió dàn lạnh, dàn nóng, dàn lạnh, van tiết lưu, dơ le ngắt lạnh. Với cái bộ điều hòa này thì gần như là đã đầy đủ rồi, chỉ thiếu duy nhất có tuyo nữa. Em xin mời anh em sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về các sản phẩm trong bộ điều hòa đó. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu đấy là lốc điều hòa của dòng PC200 này là một dòng lốc của thân Denso. Đây là sản phẩm hàng liên doanh và mã sản phẩm của nó trên thân là VK001, ở phía đuôi của lốc cũng là VK001. Với dòng lốc này thì đây là một dòng lốc bích, nó bắt liền ở thân luôn, y chang với cả Toyota Innova hoặc cả các cái dòng như Camry 2.4 đời cũ. Đây là cái ốc để xả bỏ dầu hoặc bổ sung dầu, nhưng mà chủ yếu là chúng ta bổ sung trên đây thì có thể là xả bỏ dầu ở phía dưới đấy. Đây là bộ đầu lốc Bully. Với cái đời này thì nó chạy Bully 1 rãnh bản B, nên anh em có thể nhìn này, rãnh của nó to. Còn đây là quạt gió dàn lạnh, toàn nhựa dàn lạnh đấy ạ. Quạt gió thân dàn lạnh của nó. Đây là van tiết lưu. Khi anh em lắp thay thế hoặc lắp đặt thì chúng ta tháo cái mặt này ra, đưa van này vào và xoáy ốc lục giác xuyên qua thân, bắt vào dàn và bắt ra cái đường ống đấy. Cái dơ le ngắt lạnh này thì em để mô hình ở đây thôi, còn khi anh em cần là chúng ta phải gài vào nhé, gài cái đường này vào bên trong này để cho nó cảm nhận được này, cảm nhận được cái độ nóng lạnh đấy thì nó ngắt. Và đây là cái dàn nóng của nó. Với cái đời này thì cái dàn nóng của nó là đời phin liền luôn, nó không như các cái đời kia nó có phin rời. Đây là bốn chân để cho anh em bắt vào máy đấy, bốn chân bắt vào máy, hai mặt bích của một mặt bích cao, một mặt bích hạ. Với cái sản phẩm dàn nóng và dàn lạnh thì được sản xuất từ khối nhôm lan đúc nên dẫn nhiệt rất là tốt và độ lạnh thì sâu. Đây là với cái dòng Komatsu BC200 thì anh em lưu ý là nó sẽ có hai mã dàn. Với cái mã dàn này thì nó là 28,5, 25,5 và dày 3,8, nhưng mà cùng với mã này nó cũng có thân to hơn là 30-30, 3,8. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người hình ảnh bộ sản phẩm điều hòa dùng cho máy xúc BC200. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số máy 076-908-6333. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào ạ.